Sau khi luật chăn nuôi có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết số 2 quy định không chăn nuôi tại các quận nội thành, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây và thị trấn của 5 huyện gồm Đan Phượng, Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì để có thời gian cho các hộ chăn nuôi chuyển đổi công việc thì Ủy ban nhân dân thành phố cho hạn 5 năm, tức là đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, bắt buộc những hộ trong diện quy định không được phép chăn nuôi nữa. Là hộ chăn nuôi lâu năm tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên khi được tuyên truyền một chủ trương hợp lòng dân, gia đình ông Đoàn Văn Đãi đã dừng không chăn nuôi gia cầm để đảm bảo vệ sinh môi trường. Bây giờ coi như thế là tôi cũng coi như vì là tuổi đã cao mà coi chăn nuôi nó nhiều rủi ro lắm. Thế lúc thì được, lúc thì không. Thế gia đình tôi là thôi coi như thế là không chăn nuôi nữa mà quay sang dòng cây ăn quả, làm bưởi và làm ổi và làm nhãn. Nhận thức của bà con cũng đã thay đổi và hiện nay đang phối hợp rất tốt với ủy ban các phường, đặc biệt là những cái phường trọng điểm mà có diện tích đất nông nghiệp nhiều như là phường Thượng Cát, phường Liên Mạc hay phường Thụy Phương. Đây là ba phường mà có cái số lượng chăn nuôi còn nhiều. Do vậy thì quận cũng đang chỉ đạo rất quyết liệt và các phường cũng đang rất chủ động tích cực đối với cả các cái phường này. Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng đến năm 2025 sẽ thuộc diện không được chăn nuôi. Qua rà soát, thị trấn có 31 hộ chăn nuôi với tổng đàn hơn 100 con lợn và trên 15.000 con gia cầm. Sau một thời gian tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tất cả các hộ chăn nuôi như gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc, phố Thụy Ứng đều đã tìm kiếm việc làm mới ổn định cuộc sống. Khi nhà tôi mà không chăn nuôi trong này nữa thì cũng bớt ruồi muỗi và đỡ mất vệ sinh. Và tôi chuyển sang cái nghề gỗ này thì được hàng xóm rồi là xung quanh dân cư đây người ta khen ngợi và chuyển sang cái này nó làm sạch sẽ hơn. Ủy ban nhân dân thị trấn Phùng thì cũng đã triển khai rất là nhiều cái phương án rồi giải pháp, đặc biệt là liên quan đến cái chính sách hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì Ủy ban nhân dân thị trấn Phùng đã phối hợp với cả các ngành đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ rồi nông dân có những cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách dành cho việc là chuyển đổi. Nếu như tháng 3 năm 2020, tổng số hộ chăn nuôi trong vùng không được chăn nuôi khoảng gần 2.600 hộ, thì nay còn 454 hộ, giảm rất nhiều về tổng đàn và số hộ chăn nuôi so với khi chưa có luật chăn nuôi và nghị quyết 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết 02 này thì đã đem lại những cái nghĩa hết sức là quan trọng đối với cái môi trường sống, cảnh quan môi trường và cái đời sống của người dân, đặc biệt là cái kết quả chuyển đổi nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ đã thích ứng với cái điều kiện và có những cái nghề mới đem lại cái hiệu quả cao hơn. Việc dừng chăn nuôi tại các quận nội thành và nội thị là chủ trương đúng đắn, phù hợp với tốc độ đô thị hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc này sẽ được hoàn thành trong năm 2024.